Đây là bản tin tài chính kinh doanh trưa. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết là giá cao su hợp đồng kỳ hạn tháng 11 năm 2019 trên sàn Tokyo phiên ngày hôm qua thì đã tăng 1,33% lên mức hơn 39 triệu đồng mỗi tấn. Cao su là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan thì lượng cao su xuất khẩu lũy kế 7 tháng đầu năm nay đạt trên 780.000 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng cả về lượng và về trị giá so với cùng kỳ của năm ngoái. Và trong đó thì Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu cao su chính của nước ta, chiếm 64%. Và tiếp sau đó là Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, v.v.